Nhưng nhiều người ta vẫn không nhận thức được cái việc đầu tư nó quan trọng như vậy, không chịu đi học hỏi về đầu tư. Vấn đề là không phải bạn không có tiền, mà vấn đề là bạn không nhận thức được nó quan trọng. Bởi vì trong cái kinh doanh và đầu tư ấy, người ta có khái niệm mà đôi khi bạn chỉ cần đúng một lần, bạn có thể yên vị cả đời. Ví dụ số 1, một người có 500 triệu. Đây cũng là cái kinh nghiệm thực tế trước đây mà tôi không biết cái kinh nghiệm này. Khi mà ban đầu vốn tôi ít, tôi cũng có một cái hành động sai lầm giống như thế này. Ví dụ một người có 500 triệu này, một số bạn sẽ như vậy này, có 500 triệu, mua một cái bất động sản ở xa. Thế thì sau khi mua xong thì để đấy 2-3 năm không tăng giá, mà mua hết số tiền của mình luôn ấy. Thế thì và sau đó thì bất động sản thì không tăng giá trong vòng 1-2-3 năm, và mình thì hết tiền mặt và mình cảm thấy rất mệt. Cái việc kinh doanh hoặc là cái việc ngắn hạn của mình thì như vậy là sai lầm là gì? Tất tay đánh dài, có 10 đồng đánh dài tất tay luôn. Tôi ví dụ giống như bạn tham gia một cái chỉ biết đánh dài. Đấy, cái sai lầm số 1 này, chỉ biết đánh dài. Và tôi ví dụ một bạn tham gia một cái dự án, một cái công ty khởi nghiệp, bạn đầu tư cổ phần ví dụ thế, bạn đầu tư hết, bạn có 10 đồng, bạn đầu tư hết 10 đồng vào một cái công ty cổ phần, nhưng để cái công ty đấy nó cất cánh thì 5 năm nó mới cất cánh được, 7 năm nó mới cất cánh lên được, nó mới thành công được, ví dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ bạn đầu tư hết tiền rồi và bạn cảm thấy rất là mệt, chỉ biết đánh dài 3 năm rất mệt mỏi, hết tiền, hết sạch tiền mặt. Thì thường ấy là trong rất nhiều trường hợp là người ta không nhận thức được, không phải chỉ có 500 triệu mà có 50 tỷ cũng thế. Bạn biết cái ông 50 tỷ làm gì không ạ? Ông ấy vào 50 tỷ vào hết một cái trận đánh là một cái dự án bất động sản. Vào một cái trận đánh bất động sản là cái dự án 50 tỷ làm dự án bất động sản 1/500. Vào hết 50 tỷ trong đấy. 500 triệu mua một cái bất động sản ở xa và ít thanh khoản. Và hết tiền luôn. Nhưng mà khổ cái ông 50 tỷ này cũng chết luôn này. Cái ông 50 tỷ này, vì thực ra cái dự án bất động sản 1/500 này ấy, thì ví dụ làm nó phải mất 2-3 năm mới xong được cái phần pháp lý. Thực tế 50 tỷ cũng không đủ, mà tổng cái dự án đầu tư của dự án nó phải rơi vào 300 tỷ hoặc 500 tỷ. Và phải vừa làm vừa huy động vốn và rất là mệt mỏi. Đấy, sau đó thì cuối cùng là cũng cụt hết cả vốn và cuối cùng phải bán rẻ dự án. Thì ví dụ bán rẻ dự án chẳng hạn, tổng mình vào 50 tỷ, lúc mình khó khăn có khi mình chỉ còn bán được có 60. Như vậy biên lợi nhuận của mình sau 3 năm được có 20%, thậm chí là không hiệu quả, chỉ bằng tiền lãi gửi ngân hàng. Có một số người phải cắt lỗ mà, bởi vì ông kia ông ấy vào, ông ấy mua lại, ông mua lại dự án thì ông mà không, tôi chỉ giả thế thôi. Chỉ biết đánh dài. Thứ hai, một người mải làm doanh nghiệp không đầu tư. Mải làm doanh nghiệp không đầu tư nghĩa là gì? Doanh nghiệp ấy là mỗi tháng bạn này bạn kiếm 30 triệu, 50 triệu, 500 triệu, 300 triệu một tháng. Tôi không biết, tóm lại là thu nhập có thể từ 20 triệu cho đến 500 triệu một tháng, thậm chí là hơn. Thế nhưng mà sau một thời gian thì họ bảo đúng là một sai lầm, tôi đã không để ý đến đầu tư. Cái đứa bạn tôi ấy, nó mua được cái mảnh đất sau 7 năm, bây giờ cái mảnh đất ấy nó bán được 100 tỷ đồng. Thì tôi đã sai lầm là tôi không đầu tư, tôi cứ mãi tập trung làm doanh nghiệp. Làm doanh nghiệp thì được xếp vào là đánh ngắn, rồi chỉ biết đánh ngắn mà không biết đánh dài. Quay đi quay lại, ông bạn kia ông ấy để đấy 5 năm, 7 năm. Ví dụ tôi mua miếng đất, tôi để hơn 3 năm, tôi lời mấy chục tỷ. Và tôi chia sẻ với bạn là 3 năm quay đi quay lại cũng rất là nhanh. Nhiều người thì cứ đắm đuối vào trong kinh doanh, nhưng thực ra là cái tiền vào trong đầu tư nó ra thành tấm, thành món, nó rõ ràng hơn rất nhiều. Không bị thất thoát. Doanh nghiệp tiền ra tiền vào, tiền ra tiền vào, và cuối cùng nhiều anh em không thấy tiền đâu cả. Nhưng nhiều người ta vẫn không nhận thức được cái việc đầu tư nó quan trọng như vậy, không chịu đi học hỏi về đầu tư. Vấn đề là không phải bạn không có tiền, mà vấn đề là bạn không nhận thức được nó quan trọng. Bởi vì trong cái kinh doanh và đầu tư ấy, người ta có khái niệm mà đôi khi bạn chỉ cần đúng một lần, bạn có thể yên vị cả đời. Và bạn nào mà đúng được vài lần thì quá tuyệt vời. Thì có nhiều người người ta chỉ biết đánh ngắn, làm ngay kể cả làm bất động sản. Về ví dụ thêm một cái nữa, cũng làm bất động sản, nhưng mà có những ông cứ mua đi bán lại.
mua đi bán lại lướt sóng liên tục, ăn được 10-20%, cười như ma làm, mua 1 tỷ bán 1.2 tỷ, mua 2 tỷ bán 2.5 tỷ, đấy, mua 6 tỷ bán được 8 tỷ, kiểu như vậy. Thì cũng lướt sóng liên tục, có những ông thì liên tục cứ mua, đấy, xong bắt đầu xây xong bán, mua xong bắt đầu sửa xong bán. Đấy. Tóm lại là cũng lướt lát kiếm được 5-10-20%. Nhưng nói chung là sẽ không bao giờ ăn được những quả gấp 5, gấp 10. Tại sao? Vì họ cũng không nhận ra được một khái niệm là trong bất động sản ấy, chúng ta tách làm hai khái niệm kinh doanh và khái niệm đầu tư. Tức là nếu bạn mua xong bạn bán ngay, chúng ta gọi là, mình gọi là kinh doanh bất động sản nhé. Mình mua cái nhà, mình sửa, mình bán ngay. Mình mua mảnh đất phân lô ra, mình bán ngay. Còn đầu tư ấy, thì cái ý nó là dài hơn một chút. Kinh doanh thì có thể thời gian nó khoảng độ tầm 6 tháng 1 năm. Đầu tư có thể nó 2, 3 năm, 5 năm. Thế thì nhiều ông ấy, ví dụ cùng đến một khu vực, sau khoảng độ 3 năm, một ông thì múa may quay cuồng, mua vào bán ra liên tục, mua đuổi bán đuổi, thì đôi khi không bằng một ông mà mua mảnh đất ngồi 3 năm luôn, ra ra vào vào, tiền môi giới, tiền chi phí, thời gian, công sức, và sau đó bán đi và nhận ra đó là một sai lầm. Tôi gần đây có một chị học viên, chị bảo là em đúng một sai lầm ấy, cái miếng đất em bán đi với cái miếng của chị ấy bán được đâu đó 50-60 tỷ. Mà sau đó em bán được một cái miếng ở Phú Quốc, sau đó em quay vào Sài Gòn, em múa may quay cuồng làm đủ thứ. Thì đôi khi sau đó thì 5 năm sau em quay lại cái miếng đây, bây giờ nó thành là 400 tỷ rồi. Mà lúc mà cầm 50-60 tỷ quay về Sài Gòn thì nó không làm được thành 500-600 như thế. Được có tầm từ 50-60 tỷ cũng lắm là nhân đôi đó. Chỉ biết đánh ngắn mà không biết đánh dài. Thì tự bạn sẽ cần phải cân đối trong cái nguồn lực của bạn. Có người thì người ta có doanh nghiệp rồi. Đấy, thì người ta cần phải đánh dài là đầu tư. Có người thì làm bất động sản là chính. Nhưng trong bất động sản thì tách làm hai loại. Và bạn phải biết cả đánh ngắn cả đánh dài. Đánh ngắn để có thu nhập đồng ra đồng vào ngay. Nên tôi mới nói nhiều bạn học viên của Nick ấy, tại sao bạn đi học cái lớp môi giới. Thế thì để làm môi giới mình có văn phòng có sàn thì mình đấy gọi là đánh ngắn thôi. Đồng ra đồng vào mỗi tháng, tiền ngay. Nhưng mà tôi chia sẻ với bạn, nếu không đánh dài không bao giờ có đột phá. Thì nhiều bạn vốn ít thì ban đầu thì phải quay cái đồng vốn của mình nhiều vòng lên đã, phải tập trung vào đánh ngắn trước đã. Thì nó tùy vào từng trường hợp. Và tôi khuyến khích nhiều anh em ở đây là mình phải vận dụng linh hoạt, ngắn trung dài. Rồi, phân bổ kiểu thứ hai, an toàn, tăng trưởng và mạo hiểm. Thì trong cái phân bổ của mạo hiểm, an toàn và tăng trưởng thì cái này lợi ích là gì? Thì sai lầm thứ nhất, tôi ví dụ là một số anh em chỉ đánh an toàn. Đấy, ví dụ như là chỉ gửi banh. Chỉ gửi banh này, chỉ mua bất động sản gọi là sổ đỏ này. Chỉ mua bất động sản mà gọi là, tôi ví dụ như là bạn mua trong trung tâm. Rồi, tính thanh khoản cao. Nhưng mà khi, tôi ví dụ cái này đầu tiên là chỉ gửi ngân hàng. Nhiều bạn gửi ngân hàng an toàn không? Vâng. Thế nhiều người thì chỉ biết tiết kiệm thôi, gửi ngân hàng, chơi chắc thế. Và chắc quá. Hiện nay của chúng ta đâu đó được 5-6% tùy vào ngân hàng trên một năm. Thì bạn đánh quá an toàn. Đấy, bạn đánh quá an toàn nên là không có thành công. Cho một số người đánh an toàn quá. Chỉ mua bất động sản sổ đỏ là đúng. Đấy, với tất cả các bạn mới. Tuy nhiên ấy, những người thành công thì đôi khi người ta biết cả cái tỉ trọng cho cái phần mạo hiểm này. Mua cả những cái đất vớ vẩn. Tại sao? Cái đất vớ vẩn thì nó nhân 10. Như vậy nhiều người chỉ biết đánh an toàn. Mà chỉ đánh an toàn sẽ không bao giờ có đột phá. Tăng trưởng là gì? Mua cái nhà mặt phố mỗi năm tăng đều 10-15% một năm. Đấy, tăng trưởng ấy, chơi chắc luôn. Đấy, không phải lo lắng gì. Thế thì nó sẽ rơi vào hai cái sai lầm. Cái sai lầm số 1
là chỉ an toàn. Sai lầm số 2, luôn mạo hiểm, luôn tất tay. Đó. Thì tôi ví dụ như là có những anh em thì lại rơi vào cái thái cực là như này, chỉ an toàn, nhưng một số anh em khác lại rơi vào thái cực là mạo hiểm. Quả nào cũng như quả nào, gia đình có 10 đồng phang tất, được chưa ạ? Không biết cơ cấu vốn. Có những ông thì đánh quá an toàn, có những ông thì liều mình như chẳng có. Rồi. Mà là hết tiền nhá, nhiều anh em hết tiền, không có cơ hội làm lại luôn. Thế là tôi mới nhiều nhiều bạn học viên của Nick ấy, tôi bảo là cứ bình tĩnh, học hành 2 3 tháng, 6 tháng đầy đủ vào, đầu tư nó là cả một cái sự nghiệp 2 30 năm cơ mà. Mình vội vàng thế. Đấy. À, có những bạn gọi tôi bảo em có 2 tỷ, em có 8 tỷ, em có 10 tỷ, tháng sau em phải vào trận đánh ngay. Không dám bỏ tiền ra đi học luôn. Tôi chia sẻ với bạn không dám bỏ tiền ra đi học, hoặc là học đăng ký được lớp môi giới. Tiếc tiền, tôi chia sẻ với bạn không bao giờ tiến bộ được. Quá vội vàng và sẵn sàng liều mình với khoảng 2 tỷ, 10 tỷ của mình. À. Không biết mua bảo hiểm cho đầu tư của mình. Ví dụ thứ ba tôi chia sẻ bạn là như này, tôi chia sẻ bạn là một cái kinh nghiệm của tôi ngày trước chẳng hạn, cái hồi khởi nghiệp là một thời gian tích lũy được 1,5 tỷ, có một cái thương vụ đầu tư đấy, ở nước ngoài, thì một cái ông giới thiệu cho tôi đầu tư 1,1 tỷ. Thì tóm lại là vụ này tôi mất trắng 1,1 tỷ luôn. Khi khởi nghiệp không ai dạy cho mình cái điều này, nó là phải cơ cấu vốn. Nếu mình có 10 tỷ, à mình có 1,5 tỷ mà mình vào hết một cái thương vụ mạo hiểm 1,1 tỷ, đây là mình đánh hết gần hết tiền mạo hiểm rồi, thì mình mất hết tiền, mất hết 1,1 tỷ là rất là đáng tiếc đúng không? Đấy, mình không hiểu trong 10 đồng thì mình phải phân bổ mạo hiểm bao nhiêu phần, mà an toàn bao nhiêu phần, tăng trưởng bao nhiêu phần, thì tùy cái tỷ trọng của từng người. Đấy. Có bạn thì là tùy vào tuổi, tuổi tác, ví dụ như là nhiều tuổi thì đánh kiểu khác. Đấy. Nhiều tuổi thì có khi là 532 chẳng hạn, tôi ví dụ này 532, nhưng có bạn thì có khi là 811 cơ, kêu mạo hiểm chỉ có 10% thôi. Chơi Bitcoin không? Một số bạn bảo Bitcoin lừa đảo mạo hiểm, không phải. Vấn đề nếu bạn đánh 1% trên tổng tài sản của bạn có vấn đề gì không? Chơi không? 1% trên tổng tài sản của bạn, bạn có dám chơi không? Chơi chứ, đúng không? Bạn không biết nhiều người tôi chia sẻ bạn là nhờ Bitcoin mà lên người đấy, 200 triệu ban đầu trở thành 5 tỷ đồng. Đó. Hay là có những bạn từ 1 tỷ thành 50 tỷ. Rồi, thì ở đây tôi đang nói câu chuyện là như này này. Bạn thấy phần kiến thức có đắt không ạ? Phần kiến thức và phần kinh nghiệm có đắt không? Nên nhiều người người ta sẽ không bao giờ người ta, tức là người ta rất là coi thường kiến thức và kinh nghiệm. Đó. Nhưng đôi khi 3 năm liền, 3 năm bạn cũng chỉ học được một kinh nghiệm thôi. Tức là trải qua một cái sai lầm của mình, thử và sai, bạn cũng chỉ học được một kinh nghiệm thôi. Đấy, nên chúng ta luôn có hai cột, cột gọi là một cột cột tiền và hai là cột não. Cột tiền rất cao và cột não rất thấp, thì sớm muộn cột tiền sẽ về bằng với cột não, được chưa? Đồng ý không ạ? Nên cái việc của bạn là cần phải nâng cấp cột não lên, được chưa? Rồi cột tiền nó sẽ chạy theo. Đó. Thế là nhà mình học kinh nghiệm, mình có sự lựa chọn là mình học kiến thức kinh nghiệm. Một là mình tự mình thử sai, và hai là học kinh nghiệm của người khác. Đấy, có người thì có thể là 2 3 năm, thế bảo sao lại 2 3 năm được nhỉ? Có gì đâu, em trẻ, tiền đang còn ít, em đánh mạo hiểm nhiều hơn và em vẫn còn cơ hội làm lại. Đấy, không biết, nói chung là nó tùy vào tuổi tác. Cái việc mà gọi là thời gian chúng ta còn, kinh nghiệm cá tính của mỗi người. Rồi. Nhưng tôi khẳng định với bạn, không mạo hiểm
sẽ không bao giờ có thành công lớn. Đăng ký một lớp học của Nick, đấy, học tất cả các lớp chuyên sâu chuyên đề, học tất cả combo trong vòng 2 năm. Ví dụ có những bạn tài sản 100 đồng, cái việc học nó chỉ hết 1 đồng thì cái đấy là không có gì ghê gớm cả, nó chỉ là việc an toàn thôi. Đấy, đồng ý không ạ? Nhưng có những bạn thì tôi chia sẻ bạn, bạn có 10 đồng. Một số bạn đi học sợ là mà đã là sợ là mạo hiểm mất tiền đấy. Rồi. Nhưng mà đây mình được học 2 năm, cả một số anh em là còn vào được trong cộng đồng nữa. Nếu bạn đọc cái lịch sử của các tỷ phú đô la ấy, thì hầu như là có một cái chiến lược rất quan trọng, người ta có tên là đặt cược lớn. Đặt cược lớn nha, đặt cược lớn. Đấy, một cái chiến lược rất quan trọng. Trong 5 chiến lược của các tỷ phú là một trong những chiến lược ấy có tên là đặt cược lớn. Nếu không đặt cược lớn thì sẽ không bao giờ có thành công lớn. Rồi. Tuy nhiên là không phải là đặt tất tay. Đấy. Đặt cược lớn chứ không phải tất tay. Rồi. Và tất nhiên là chúng ta ở đây là có quản trị rủi ro. Chứ không phải là còn quản trị rủi ro ngồi nhà nhiều anh em không nghĩ ra được. Người ta vào một cái thương vụ nhưng người ta phải tính phương án 2. Tối hậu mua xong bán không được thì sao? Đồng ý không? Mua xong pháp lý kéo dài thì sao? Đấy. Thì có những người đã sẵn sàng phương án 2 rồi.